Ừ, cứ y những điều khoản đó mà làm thôi nhé. Ok. Rồi, bye bye. À, quà cho người yêu mới đúng không? Em đúng là chu đáo như ngày nào Ly ạ. Liên quan gì tới anh? Gọi tôi ra đây có chuyện gì? À, anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, phải nhẹ nhàng và nữ tính thì đàn ông mới mê mệt em được. Này, nói giọng kiểu đá xoáy như thế thì tôi đây không có rảnh. Mình có nhiều thời gian mà xem cứ phải luôn luôn căng thẳng như vậy hả? Dù gì thì mình cũng đã có nhiều thời gian mặn nồng và âu yếm nhau mà. Nói cho anh nghe đi, người đàn ông đó là ai? Thầy Khải phải không? Anh im đi. Anh bị thần kinh à? Liên quan gì tới anh? Là người yêu cũ của nhau mà sao lúc nào em cũng cứ nặng nhẹ với anh hoài vậy? Anh đau ở đây nè. Anh nên nhớ, anh là người chấm dứt trước. Anh nhai đi nhai lại chuyện cũ, không cảm thấy nhàm à? Mà bây giờ anh cũng đang theo đuổi người khác đấy thôi. Đừng xía vào chuyện của tôi. Xong rồi đúng không? Từ từ. Thế bây giờ dự án Bắc Đảo Kim Cương của Thịnh Nguyễn có đủ hấp dẫn em không? Cảm ơn cô. Mời anh vào. Phòng đẹp đấy. Sao căng vậy? Ngày hôm nay tôi mang tới cho thầy một tin vui đó. Tôi nhớ là anh với tôi đâu có đủ thân để mà chia sẻ buồn vui gì đâu. Thì cứ coi như là tôi đang làm một điều tốt đi. Tôi sẽ nói với chú Nguyễn là thầy không cần phải giám sát Hoàng Oanh nữa, và tôi sẽ thay thầy làm chuyện đó. Ý anh là sao? Ý tôi là thầy không còn giá trị sử dụng gì cả, và thầy có toàn thời gian để mà bám chân cô công chúa nhỏ của mình. Rốt cuộc á là anh muốn nói cái gì? Làm phiền anh nói rõ ra. Tôi tin là một người thông minh như thầy sẽ hiểu ý tôi mà. Cửa phía sau không tiện. Được thôi, nhưng thầy phải nhớ, cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn. Mời anh. Phi, em đang ở đâu? Lên dưới sàn có chỗ em không? Ơi, ơi, buông ra. Lên dưới sàn chùm 34 nhốt người ta vô trong toilet rồi thầy. Ủa, mà ông đó là chồng sắp cưới của Hoàng Oanh thiệt hả thầy? Sao mấy đứa làm vậy? Không sợ bảo vệ thấy phải làm bạn kiểm điểm sao? Cái trường gì mà 2 tiếng đồng hồ rồi mà không có ai vô toilet làm sao? Có ai không vậy? Bực quá. Mình mà biết ai làm thì chết với mình. Cái thằng này lúc cần thì không bao giờ thấy nó đâu hết trơn á.
Alo. Alo, anh Tuấn nè. À, dạ, anh Tuấn hả? Dạ, dạ, em nghe. Ờ, bữa anh gặp cậu ở lễ ra mắt nhà mẫu Riverside Gold đó. Dạ. Dạ, có gì không anh? Thì bữa chú nói anh là chú có thông tin gói thầu khu Bắc Đảo Kim Cương của Tình Nguyễn hả? À, khu Bắc Đảo Kim Cương của bên Thịnh Nguyễn hả? Dạ, sao ạ? Sếp anh thích dự án đó lắm. Chú coi bữa mình bàn về khu resort Phú Quốc đó. Sếp nói đang nghiên cứu hợp tác với chú. À, rồi, em hiểu rồi. Nhưng chuyện khu Bắc Đảo Kim Cương. Dạ đúng là em có bạn giá đấu thầu ở bên đó. Vậy tối nay gặp, trực tiếp bàn hợp tác được không? Được anh, được anh. Dạ, rồi, em biết cái nhà hàng đó rồi. Dạ, vậy tí nữa anh em mình gặp nha. Dạ rồi, em chào anh. Thịnh Nguyễn, cái tên công ty này nghe quen quen ta.